Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã nộp đơn tham dự hội thảo nghề nghiệp Việt Abroader 2014, cũng như các bạn đã quan tâm và bắt đầu viết đơn. Để hỗ trợ thêm cho các bạn trong quá trình viết đơn, video này sẽ hướng dẫn cụ thể hơn vì đơn tham dự là phần bắt buộc trong quá trình tuyển chọn thành viên tham dự hội thảo. Các bạn lưu ý rằng đối tượng tham dự của chương trình là các bạn sinh viên trong và ngoài nước, cũng như các bạn đã tốt nghiệp. Trong đó, các bạn sinh viên năm 3, năm 4 và đã tốt nghiệp sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình tuyển chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn sẽ dựa vào nội dung câu trả lời để lựa chọn những bạn tham gia phù hợp nhất cho chương trình. Sau đây, mời các bạn đến phần hướng dẫn viết đơn. Sau khi truy cập vào vietabroader.org/application/hcm/vacc, bạn sẽ thấy giao diện như sau. Để bắt đầu làm đơn mới, bạn hãy nhấn vào khung Start My Application. Để tiếp tục viết đơn, bạn nhấn vào Continue My Application. Trong phần này, bạn chú ý đọc kỹ các hướng dẫn trước khi bắt đầu viết đơn. Thứ nhất, với tất cả các câu hỏi, nếu không được chú thích là optional, đều bắt buộc. Thứ hai, với những câu trả lời dài, hãy chuẩn bị trước một văn bản ở ngoài, trong Microsoft Word chẳng hạn. Sau đó, chỉ cần copy và paste sang khung trả lời. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được trường hợp mất câu trả lời nếu có trục trặc kỹ thuật nào. Thứ ba, các trang sau có thể load chậm, bởi vậy bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ nhấn Refresh hay F5 khi bạn phải đợi hơn 1 phút. Cuối cùng, hãy lưu lại Application ID và Secret Key, có thể hiểu nôm na là Password. Bạn sẽ cần nó để truy cập lại đơn của mình khi muốn tiếp tục viết đơn vào thời gian khác. Trong trường hợp xấu nhất, bạn làm mất ID và password, bạn có thể liên lạc với IT của chương trình qua email và theo mẫu đã được viết ở dưới. Trong email, bạn vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, email đăng ký trong đơn và ngày tháng năm sinh. Chậm nhất sau 48 tiếng gửi email, IT sẽ hồi âm cho bạn. Ở trang tiếp theo, sau khi bạn click vào khung xanh Let's Start, bạn hãy điền các thông tin cá nhân của mình với họ tên. Chú ý, ghi họ tên đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu. Trong phần email, hãy điền email nào bạn kiểm tra thư thường xuyên. Chú ý xem kỹ lại email sau khi điền để đảm bảo email bạn đăng ký đúng. Ví dụ, nếu bạn tên Nguyễn Quang Minh, hãy điền tên đủ dấu và email. Sau đó chỉ cần điền lại email của bạn. Trong phần 2 của đơn, ở khung Your Current School at Work, bạn hãy điền tên trường hoặc tên đơn vị bạn đang công tác. Trong GPA, bạn hãy điền điểm trung bình gần nhất. Ở phần English Language Certification, mặc dù không bắt buộc, ban tổ chức cũng khuyến khích bạn nên điền. Khi điền đến phần đánh giá các kỹ năng liên quan đến Word, PowerPoint, v.v., bạn có thể đánh số từ 1 đến 10. 1 cho chương trình nào bạn không biết sử dụng, 10 khi bạn hoàn toàn thuần thục. Trong phần 3 của đơn, bạn phải trả lời 3 câu hỏi bắt buộc và 1 câu hỏi không bắt buộc. Số từ tối đa được sử dụng là 250 cho mỗi câu. Các bạn lưu ý rằng, ban tổ chức chỉ có 3 đến 4 câu hỏi để tìm hiểu rõ về bạn, động lực, kế hoạch tương lai, cũng như các kỹ năng mềm bạn muốn cải thiện tại hội thảo. Vì vậy, hãy tận dụng tối đa số lượng từ cho phép ở mỗi câu trả lời. Qua những câu trả lời này, bạn sẽ chứng tỏ mình đã đủ sẵn sàng để tham dự hội thảo hay chưa. Bởi vì ở phần này, bạn sẽ có những câu trả lời dài, bạn có thể sử dụng Microsoft Word, sau đó copy và paste vào khung trả lời như ví dụ sau. Nộp CV là yếu tố bắt buộc trong đơn tham dự. Nhằm hỗ trợ các bạn trong phần này, ban tổ chức đã thực hiện webinar How to Write a Resume và video training kỹ năng viết resume. Bạn có thể tham khảo trong hai đường link đã được liệt kê ở dưới phần description. Có hai lưu ý nhỏ về CV. CV của bạn phải được viết bằng tiếng Anh và lưu dưới file PDF với tên là các số cuối ID của bạn. Ví dụ ID của mình bây giờ là 602. Khi bạn có một file resume ở Word, bạn nhấn Save As, sửa tên thành 602. Format PDF, Save
thế là xong. Trong mục Finish, bạn hãy đọc kỹ phần này để trả lời có hay không. Tóm tắt lại, trong mục này, bạn có đồng ý để VietAbroader chia sẻ thông tin với nhà tuyển dụng hay không? VietAbroader đảm bảo không sử dụng thông tin của bạn ngoài mục đích này. Ngoài ra, đơn của bạn sẽ được chấm hoàn toàn công bằng. Sau đấy, chỉ cần nhấn Submit Application là bạn đã hoàn thành đơn. Ban tổ chức mong rằng video này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách viết đơn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến hội thảo nghề nghiệp VietAbroader 2014. Ban tổ chức mong sẽ gặp lại bạn trong ngày huấn luyện kỹ năng Training Workshop 20 tháng 7 và ngày hội thảo chính 26 tháng 7. Chúc các bạn may mắn!